Vâng, để theo yêu cầu của bạn Phạm Minh Tuấn có số điện thoại là 0982221478, có địa chỉ ở thôn 3 Tân Lập, Con Rẫy, tỉnh Kon Tum. Yêu cầu tôi test cái bộ dàn âm thanh Kenwood A45 và gửi vào cho bạn. Thì bây giờ tôi sẽ làm một clip test chi tiết cụ thể để nhiều bạn khác cùng tham khảo, để đến khi gặp trường hợp có dàn Kenwood A45 thì các bạn cũng đã nắm được về hình thức cũng như chất lượng của nó. Về bộ dàn A45, trước hết tôi xin giới thiệu đây nó là một bộ dàn hàng xuất châu Âu, cho nên điện áp của nó sử dụng điện 220V. Cái thứ nhất là các bạn không phải lo đổi nguồn hoặc là điều hòa của nó. Và bộ dàn này cũng gồm có 5 thớt này. Thớt cuối cùng là thớt quay băng này. Thớt trên cổ, thớt tiếp theo là thớt âm ly này. Và trên thớt âm ly này có công năng chỉnh bát chét. Đây là 3 công năng chỉnh bát chét và phân loạn. Cho nên tiếng dàn rất sâu và rất hay. Tiếp theo là thớt radio này. Thớt đang nháy đây là thớt equalizer này. Và thớt trên cùng đây là thớt đĩa CD. Cái bộ dàn này thì của tôi còn rất đẹp, tức là hình thức của làm thớt chưa xuất sắc, các thớt hoạt động đều. Đây là đang hoạt động đĩa, tí là tôi sẽ test thử vấn đề băng. Cái bộ dàn này cũng gồm có hai loa hai bên đây. Và mỗi loa gồm có 3 đường tiếng. Loa thứ nhất là loa bát đây. Bát thì của nó là 20 phân. Và loa trung đây, loa tép đây. Bên này cũng vậy, bát, trung, tép. Và màng của nó gọi là màng carbon. Theo nhiều bạn gọi là đúng từ khoa học ấy, tôi thì hay gọi là màng thẻ quạt hoặc màng ni lông. Đấy, nhưng các bạn gọi bằng carbon cũng đúng. Là từ loa chính xác về loa này. Đấy, như vậy là đúng 20 phân này. Cái loa tép của nó là 12 phân này. Loa chung xin lỗi các bạn, loa chung 12 phân. Và loa tép là 8 phân. Đấy. Và chữ nghĩa rất rõ ràng, công suất ghi là 100W. Và bộ này là hiện tại đang cắm điện 220. Bây giờ tôi làm nhiệm vụ đầu tiên, tôi sẽ test thử một cái cuộn băng vào. Tôi thì rất là hay thử băng, bởi vì là dàn nó sống được từ cái băng. Tuy rằng các bạn không nghe nhưng nó rất sống động. Đây tôi test cửa thứ nhất. Vì băng nó lặng cho nên vớt rất khó các bạn. Bây giờ tôi thử cả thứ hai. Vừa bạn hết bài hát, các bạn chờ một tí. Vậy là tôi đã thử xong phần cassette này. Đây là phần CD thì các bạn không cần thử cũng biết là nó kêu rồi. Thế bây giờ tôi sẽ quay về mặt đằng sau để các bạn biết bộ dàn nó như thế nào. Đây là toàn bộ chân lóc này, mặt đằng sau để các bạn quan sát. Thùng loa rất mới, rất đẹp. Đấy, quả thùng. Đấy, và tôi đi chi tiết vào đây. Và cái bộ dàn này là nhiều bạn cũng yêu cầu của tôi test là nó có hai cầu loa này. Cầu loa trên hiện giờ là đang đấu cầu loa chính này. Để các bạn đây. Đây cầu loa A này. Đấy, hiện giờ đang đấu cầu loa A này, các bạn chú ý. Thì để dùng hai loa chính của nó để phục vụ cho việc nghe nhạc. Thế và nhiều bạn cũng suy nghĩ ra và làm thêm, tức là mua một cái đôi loa gọi là bình thường để đấu vào cầu loa B này. Để làm mục đích là khi muốn hát karaoke thì các bạn sẽ ấn cái công năng đảo mạch đằng trước đấy, cầu loa A, cầu loa B, để nó thoát ra được cửa đường tiếng này. Để hát karaoke thì nó không hại cái loa chính của bạn nghe nhạc.
Thế vào đây là công suất của loa được ghi đây. Tên dàn là Kenwood là A45 này. Điện từ 110 đến 240V này. Công suất là 160W này. Đấy. Thế và các cái đường kết nối thì tôi đã đấu cho các bạn đây rồi. Đấy. Đây là từ đầu đĩa xuống này. Đấy. Và đây là các cái đường từ cửa băng lên này. Đấy, từ cửa băng lên này. Và đây là đường từ equalizer xuống này. Nó chưa có thớt từ radio này xuống là chưa có. Và như vậy là toàn bộ, đây là bộ Kenwood A45 mà tôi đã quay xong phần đằng trước, phần đằng sau. Bây giờ nhiệm vụ chính của tôi sẽ tiếp tục test cho các bạn nghe về âm thanh của đĩa CD. Người anh nhớ lại ngày ấy chưa xa.
vậy tôi đã test xong bộ dàn Kenwood A45 cho bạn Tuấn ở Con Rẫy, tỉnh Kon Tum nhận biết về bộ dàn của mình, và đồng thời cũng là để cho các quý khách tham khảo thêm về chất lượng cũng như là hình dáng của bộ Kenwood A45. Vâng, một lần nữa xin chào và cảm ơn các bạn đã theo dõi đăng ký kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.